Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện lạnh Mai Chi nhé. Thì hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ cho anh em một cái video clip nữa về cái chức năng test lỗi của máy giặt LG Inverter cửa ngang. Thì cái chức năng test lỗi này thì nó giống như chức năng test lỗi của dòng máy Electrolux. Tuy nhiên là ở các dòng máy khác thì anh em ít làm quen, cũng như là có thể là chưa biết thì chúng ta không biết làm nào để check lỗi nó được. Thì tất cả các dòng máy giặt thì nó đều có tính năng check lỗi giống như Electrolux. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cách chúng ta sẽ check lỗi cái máy giặt LG Inverter cửa ngang này nó như thế nào. Thì về cơ bản thì tính năng check lỗi này thì nó cũng giúp chúng ta là check lỗi được các cái phụ tải cũng như là các thiết bị của cái máy giặt, để xem là nó có làm việc bình thường không. Nếu như thiết bị nào gặp lỗi thì nó sẽ báo lỗi lên. Giống như kiểu là chúng ta check lỗi của Electrolux thôi. Thì sau cái video clip này thì mình cũng sẽ chia sẻ cho anh em thêm một vài clip nữa liên quan đến cái việc check lỗi, test lỗi của cái máy giặt cửa trên cũng như là cửa ngang của các cái đời model phím cảm ứng của các cái dòng máy, ví dụ như là máy giặt cửa trên của Samsung, cửa ngang Samsung cũng như là Panasonic hay là LG. Dần dần mình sẽ quay đầy đủ các clip để chia sẻ cho anh em tham khảo, anh em nắm được cách check lỗi. Rồi, thì để vào cái nội dung của video clip này thì đầu tiên mình sẽ cắm điện vào đã. Rồi, đây là bảng điều khiển của nó. Thì một số model đời sau thì nó là phím cảm ứng các bạn nhé. Tuy nhiên thì cách cái vào lỗi thì cách vào check lỗi thì nó cũng tương tự nhau thôi. Thì dần dần mình sẽ quay đầy đủ các video clip hướng dẫn từng các cái model để anh em nắm rõ được tất cả các cái model của nó. Còn nếu khi anh em nào đã nắm được rồi thì gần như là các cái vào các cái đời khác nhau của một cái dòng máy thì nó cũng tương tự nhau thôi. Giống như Electrolux ấy, thì chúng ta vào từ cái đời cũ, đời mới, đời hiện đại nhất thì nó cũng tương tự nhau, đôi khi nó chỉ thay đổi một chút xíu thôi. Rồi, thì để vào cái tính năng test lỗi của cái máy giặt LG Inverter như này thì các bạn để ý cho mình là ở đây có 5 cái phím này: phím tắt bật nguồn này, phím khởi động này, phím spin là tốc độ watt này, phím temperature tức là nhiệt độ của nước nóng này. Thì để vào được cái chức năng test lỗi của cái máy giặt LG Inverter này thì các bạn giữ cho mình hai cái phím là phím tốc độ watt và phím nhiệt độ nước nóng. Rồi sau đó chúng ta mở nguồn. Đấy, thì các bạn này, các bạn phải giữ trước nhé. Chúng ta phải giữ trước hai cái phím là phím tốc độ watt và nhiệt độ nước nóng. Rồi sau đó chúng ta mới mở nguồn. Thì khi các bạn mở nguồn lên ấy thì các bạn thấy là tất cả các cái đèn LED của cái bảng điều khiển là nó sáng tắt lên như này. Và trên đồng hồ này nó đang nhảy những cái thông số. Thì đó là chúng ta đã vào được cái tính năng test lỗi của máy giặt rồi. Thì để test lỗi của nó thì các bạn cứ bấm cái phím khởi động cho mình. Bạn bấm thứ nhất, đó thì các bạn thấy là gì? Lồng giặt quay. Và trên này nó hiển thị tốc độ chạy này. Đó, thì đây là chúng ta sang test gì? Cái chế độ giặt của nó, đảo chiều theo chiều kim đồng hồ này. Chúng ta bấm cái nữa, chúng ta bấm nút phím khởi động cái nữa này. Đó, thì nó gì? Lập tức là nó hoạt động ở tốc độ watt, tốc độ cao. Bơm xả chạy và hoạt động tốc độ cao luôn. Đó, để chúng ta kiểm tra được là gì? Động cơ chạy đếm từ tốt. Các bạn bấm thêm nút khởi động một lần nữa. Đấy, lên tốc độ cao lần nữa. Đấy, các bạn thấy động cơ nó tít tốc độ lên chưa? Thông số nó nhảy theo lên này. Rồi chúng ta bấm thêm lần nữa. Hai năm năm này là tần số phao này, thì các bạn sẽ thấy là van cấp nước nó chạy này. Đấy, đây chúng ta test van cấp nước các bạn nhé. Chúng ta test van, cái này nó có hai van thì chúng ta đây là bấm, chúng ta test van thứ nhất này, chúng ta bấm thêm cái nữa này thì nó chuyển qua cấp van bên này. Đó, à, các bạn thấy trong lồng bắt đầu có nước rồi đúng không ạ?
Rồi các bạn sẽ bấm các bạn thấy là khi nước cấp vào thì cái tần số phao này thay đổi. Lúc nãy mình nói là tần số phao là 255 đúng không ạ? Thì các bạn thấy là nước càng vào trong lồng này, đây nước đang vào này. Đấy thì cái tần số này các bạn thấy nó thay đổi đúng không ạ? Đó các bạn thấy chưa, cái nước vào đâu thì cái tần số nó thay đổi đến đó. Thì tất cả các dòng máy giặt, kể cả là máy Samsung hay là máy Pana, thì cửa ngang hay cửa trên thì đều là như vậy các bạn nhé, nó cũng đều hiển thị cái tần số như vậy. Thì khi các bạn thay cấp nước vào trong lồng đấy, các bạn thấy chưa, nước càng ngày càng đầy lên đấy, thì cái số này nó càng ngày nó càng giảm xuống đó. Các bạn bấm thêm một nút khởi động thêm một lần nữa này thì nó test chuyển qua chức năng test cái tính năng khác, cấp cả hai van này. Đấy, các bạn bấm lần nữa thì các bạn sẽ thấy là gì, nó lại chuyển qua chức năng là test động cơ ở chế độ giặt ở chiều chạy ngược chiều kim đồng hồ này. Đấy, lúc nãy chúng ta vừa test là chiều gì, chiều thuận đúng không ạ, thì bây giờ nó chuyển qua là test chiều ngược này. Đấy, tốc độ cho quay, chúng ta bấm thêm lần nữa này. Đó, các bạn bấm thêm lần nữa thì nó chuyển qua test cái khác, test sensor. Thì các bạn thấy nó hiện dự số 24 này, tức là gì? Nhiệt độ của nước đang là 24 độ C. Test nó sẽ test cái sensor nước nóng là nhiệt độ hiện tại của nước là 24 độ C. Các bạn bấm thêm một lần nữa thì nó chuyển qua là test cái bơm xả. Test cái bơm xả ở đây các bạn nhé, bơm chạy không thôi. Đấy, và trong lồng đang có nước và nó đang hút nước ra ngoài. Và tần số phao các bạn để ý này, cái tần số phao nó gì, nước nó thoát ra thì nó lại nhảy lên, nó sẽ nhảy lên 255 là khi hết nước các bạn nhá. Đấy, khi chúng ta vào test là chúng ta sẽ test được tất cả các phụ tải cũng như là tính năng của nó cũng giống như Electrolux, không thiếu một cái thiết bị nào. Khi gặp lỗi ở đâu thì nó đều hiển thị lên đây các bạn nhá, khi gặp lỗi ở bất cứ vấn đề gì, từ phao, khóa cửa, sensor nước nóng, rồi điều đếm từ, rồi động cơ các kiểu là đều hiển thị lỗi lên. Đấy các bạn thấy chưa, khi mà hiện lên 255 tức là đã gì, để hết nước. Và khi chúng ta thử như vậy thì tần số phao có nước vào thì tần số phao thay đổi, và thoát nước ra tần số phao thay đổi, như vậy là phao tốt các bạn nhé, cũng như là mạch xử lý phao tốt. Rồi đây là chức năng test bơm xả, thì các bạn thấy là bơm xả nó hút hết nước ra. Rồi chúng ta bấm cái nữa này. Đấy, như vậy là kết thúc, khi nó báo hiệu nhạc như vậy là nó đã kết thúc gì, kết thúc một cái quá trình chúng ta test từ đầu đến cuối. Đấy, như vậy là đã kết thúc chu trình test. Đấy, các bạn bật lại và các bạn lại chọn chương trình như bình thường, đúng không ạ? Rồi, mình nhắc lại cách vào test chức năng của máy giặt LG Inverter. Test lỗi của nó là các bạn giữ cho mình phím tốc độ watt spin và phím temperature là nhiệt độ nóng, rồi chúng ta mở nguồn lên thì nó sáng tất cả các đèn lên như này, là chúng ta đã vào chương trình chức năng test lỗi rồi. Rồi chúng ta cứ thế bấm nút khởi động là sẽ test từng cái chức năng một. Như vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ với anh em một cái clip về cái chức năng test lỗi của dòng máy giặt LG Inverter. Thì nếu anh em thấy hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách là like video khi xem được cái video clip này, để mình có thêm cái động lực để tiếp theo sau đây mình sẽ quay chia sẻ cho các anh em thêm các video clip về chức năng test lỗi của các cái dòng máy giặt dân dụng, từ cửa trên đến cửa ngang, các đời cũ đến đời mới của các dòng máy giặt còn lại từ LG, Samsung, cửa trên, cửa ngang, cũng như là Panasonic hay là các cái dòng máy dân dụng khác. Rồi, như vậy là mình đã thực hiện xong cái tính năng test để cho anh em tham khảo, và sau đây mình xin kết thúc cái video clip chia sẻ tại đây, và xin chúc tất cả các anh em chúng ta ngày càng thành công. Hẹn gặp lại các anh em ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình, và thân ái chào các bạn.